Dạ, xin kính chào quý anh chị. Hiện tại bây giờ em hôm nay sẽ giới thiệu cho anh chị một sản phẩm để cho anh chị làm một cái nhà vườn rất là hợp lý luôn. Với diện tích ngang 10 m sâu 54 m, có sổ riêng nha chị nhá. Thì em đang đứng trước mặt em đây là con đường bê tông 5 m này, 5 m, vỉa hè hai bên nữa là tầm khoảng 6 m, khoảng 6 m đến 7 m. Đó, một đường rất rộng, anh chị thấy không? Một xe tải lớn này này đã đậu đây. Đường này hai ô tô né nhau thoải mái. Từ vị trí đất của em đi ra trục chính đường nhựa, anh thấy chị phía trước đường nhựa không? Em sẽ bay vào em. Em sẽ bay flycam lên cho chị thấy, từ đây ra đường nhựa là tầm khoảng 70 m đến 80 m thôi, là đường nhựa chính, và khu ở ngoài đấy là kinh doanh sầm uất luôn. Từ đây mình đi ra đây, ra đường nhựa chính mình ghẹo về phía tay trái, mình đi tầm khoảng 2 cây số là mình ra quốc lộ 1A, và mình ghẹo tay phải mình ra tới ngã tư vật liệu xây dựng Thu Hiền, nơi đấy kinh doanh cực kỳ sầm uất. Thì sau lưng mình đây đó chính là khúc ngã ba Phú Sơn, chợ Phú Sơn, nơi kinh doanh sầm uất cực kỳ. Và đặc biệt từ vị trí mình đi ra khu công nghiệp Hyundai 3 chỉ tầm khoảng 10 phút di chuyển thôi là mình ra tới khu công nghiệp Hyundai 3 luôn. Vị trí cực kỳ đẹp. Em xin giới thiệu anh chị một sản phẩm đây, cái miếng này đây anh chị này. Đó. Ngang của em chỗ này đây là ngang 10 mét anh chị nhé, từ cột điện đấy đi qua cái nhà này. Ngang 10 mét, sâu 54 mét, có sổ riêng. Đủ sức cho anh chị làm một cái nhà vườn thoải mái luôn, dân cư thì đông đúc rồi. Dân cư rất là đông rồi, họ rất là đông và ngoài mặt đường chính rất là đông luôn. Bây giờ em sẽ bay flycam lên cho chị coi để hình dung cái sản phẩm này nhé. Và hiện tại giá bán của sản phẩm này là khoảng 3 tỷ, có thương lượng. Thì anh chị nào muốn thương lượng sản phẩm này thì alo cho em nhé. Cảm ơn chị rất nhiều và hẹn anh chị ở clip tiếp theo.